Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình lại trực tiếp cho các bạn xem cái tủ lạnh Sanaki. Thì có một số bạn vẫn chưa hiểu trong cái tủ lạnh Sanaki thì chúng ta bắt bệnh như thế nào. Chúng ta phán đoán nó hết ga hay là hư thermostat hay là tắc phin thì nó các bạn vẫn chưa phán đoán được. Một số bạn là hỏi rất là nhiều. Thì chính vì vậy là mình sẽ làm video này để hướng dẫn cho các bạn ngay chỗ đó. Thì trước mắt thì các bạn xem cái tủ Samlaki á, thì thông thường nó sẽ có nó sẽ có đầu đẩy và đầu hồi, có pin lọc, thì nó cũng giống như cái hệ thống tủ lạnh khác thôi đấy. Nhưng mà nó đặc biệt là cái Samlaki này nó chạy được cả, nó cũng giống tủ lạnh đó, nó chạy được ngăn đông và ngăn 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 mát. Thì tủ này nó chia làm hai ngăn. Thì cái phán đoán bệnh á, thì đầu tiên các bạn kiểm tra giúp cho mình cái dòng điện và cái điện áp tại cái tủ đó. Thì thông thường những cái tủ lạnh mà chạy cái điện áp thấp á, thì dòng của tủ nó sẽ cao. Thì các bạn kiểm tra cho mình cái điện áp là nó nằm trong cái ngưỡng từ 230, từ 200 trở lên thì chúng ta đã cho đó là điện áp nó đạt cái ngưỡng sử dụng. Nhưng mà thấp hơn thì các bạn nên là lắp thêm một cái tụ để mà nó cái tụ để ngâm cho cái tạo tạo cái điện áp nó ổn định hơn, thì lúc đó làm cho cái dòng điện chúng ta nhỏ lại. Thì đối với tủ Sanaki thì mình gặp rất nhiều cái bệnh như thế này, và khách liên tục gọi cho mình và mình gặp rất nhiều. Đó là trường hợp bệnh đóng tuyết dần, ngăn lạnh và ngăn mát như thế này, đóng rất là dài. Chính đóng dài như vậy làm cho cái quá trình mà nó tản nhiệt ra cái thực phẩm của chúng ta là kém. Đấy, cái nhiệt nó trao đổi với lại thực phẩm nó kém. Thì nguyên nhân của nó thì mình cũng có làm video trước cho các bạn rồi. Thì nguyên nhân của nó chính là bị lỗi của thermostat rồi nha. Thì thermostat nó chạy liên tục và nó không có đóng ngắt đúng theo cái giá trị chúng ta đặt. Thì trên mặt điều khiển của thiết bị thì nó có cái nấm nấm vặn để điều chỉnh các cái nấc nhiệt độ, nấc thời gian chạy. Thì đây các bạn, nó đóng rất là dài như thế này. Dòng điện thì chúng ta đo được là 1,14A. Thì như vậy dòng điện như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với cái tủ này như vậy là ok các bạn nha. Nó không phải là dòng không phải thấp nha các bạn. Đây thì mình lòng tay mình cào ra một cái lớp tuyết dài như thế này. Thì chính cái tuyết dài như thế này nó làm cản trở quá trình trao đổi nhiệt với lại thức ăn, với lại thực phẩm. Đó. Thì chính là cái tiết dài như thế này nó hạn chế cái ga lạnh của chúng ta nó trao đổi với cái thực phẩm này. Đó. Thì biện pháp xử lý của cái tủ này á, thì các bạn đừng nhầm lẫn giữa hết ga nó biểu hiện khác các bạn nha. Biểu hiện của hết ga là nó đóng tuyết rất ít, đóng băng thôi chứ không phải đóng tuyết như này, mà đóng băng thôi, nó đóng một cái lượng nhỏ ở trên mặt trên thôi của ngăn đông, chứ nó không được đóng tiết dài thế này. Cái thứ hai nữa là hết ga nó không có ít có hiện tượng chảy nước. Nhưng mà đối với hư thơ mốc tác thì tủ chúng ta nó sẽ có hiện tượng chảy nước, nó chảy nước, nó chảy nước, nó tính ra cái trao đổi không được về nhiệt độ môi trường, chính là nó làm cho cái khoảng thời gian mà nó làm cho thực phẩm ta nó ra nước. Đó, nó ra nước. Thì các bạn lưu ý điều đó. Và cái điều nữa là chúng ta cần kiểm tra, đó là chúng ta khi chúng ta kiểm tra thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái ga, cái đường ga. Thì ga nó có cái đường hồi và đường đẩy. Thì chúng ta sẽ trực tiếp kiểm tra đến cái đường ga, đường hồi, đường đẩy để chúng ta đánh giá. Mà đường hồi thì đường ga về á thì hơi hơi lạnh lạnh, hơi se lạnh. Nhưng mà cái đường đẩy á, nóng nóng rát. Thì đó là biểu hiện của ga nó không không hết các bạn nha.
ga còn các bạn nhé, đừng có nhầm lẫn. Mà chúng ta tủ của khách thì chúng ta cứ đem về là chúng ta sạc ga hay là chúng ta xả ga, là vậy là làm tốt, rất tốn thời gian, và có nhiều khi là quá trình hàn và sốt đường ống không kỹ á, chúng ta làm nghẹt gian. À, hàng có nhiều bạn là mình cũng có nhận một số cái tủ về á, là tủ của khách về là coi như là hàng xong rồi là bít luôn cái đường dàn của người ta tại cái đầu lóc á. Các bạn hàng do quá trình hàng các bạn gia nhiệt, nhất là vệ sinh, thứ hai là gia nhiệt quá lâu làm cho cái sỉ hàng nó chảy vào trong đường ống luôn, bít luôn cả lóc luôn. Như đây là cái tủ Sanaki thì hai ngăn các bạn nha, tủ này hiện tại trên thị trường dân họ sử dụng rất là nhiều. Mà những cái chia sẻ của mình là chia sẻ rất là thật lòng, mà các bạn có thể là đăng ký kênh cũng như để mình có thể chia sẻ trực tiếp và chia sẻ cho các bạn trên những cái video này để các bạn tìm hiểu. Còn thực tế là mình rất là bận và không có thời gian để mà nghe các cuộc gọi của bạn và hướng dẫn cho các bạn được. Đấy. Thì đây thì lóc này lóc này chạy điện áp 220 thì các bạn biết rồi, điện gia đình chúng ta. Nhưng mà đối với trường hợp điện thấp quá thì chúng ta phải gắn thêm tụ ngâm vô các bạn nha. Thì ta ổn định điện áp. Thì hy vọng rằng trong video này mình chia sẻ cho anh em, thì hy vọng anh em đăng ký kênh cũng như là ủng hộ kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn trong suốt thời gian sắp tới. Và mong rằng là video này sẽ bổ ích cho một số anh em với những câu hỏi đối với mình trong những video trước. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả anh em. Xin chào, tạm biệt.